Mọi người nhìn tôi thấy giống có một người bị bệnh không? Nhìn tôi có giống một người đang bị bệnh nan y và rất là nặng không? Làm sao mà biết được? Trời ơi quá trời xinh xắn như vậy. Ai mà nhìn tôi biết tôi bị bệnh được? Không bao giờ nha, không bao giờ. Quá khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng mà tôi đang là người bị bệnh nan y. Chính xác là tôi bị suy thận giai đoạn 3B. Có một sự đồng cảm rất là lớn, bởi vì anh cũng từng trải một cái giai đoạn mà không ngờ là mình bị bệnh. Và mấy bạn trong team của anh sẽ biết rất là rõ về chuyện này, cho nên là mấy bạn nó mới gửi cho anh coi là anh Khương ơi, cái này cũng giống giống lắm anh ngày xưa, anh có thêm cái suy nghĩ góc nhìn nào không? Thì đúng là anh cũng có một cái giai đoạn bị ngỡ ngàng giống như vậy. Ủa mình bị bệnh gì vậy trời? Chỉ có điều là không đến mức là có một cái căn bệnh nào đó cụ thể giống như bạn này. Đó là cái giai đoạn 2019 hả? Cuối 2019. Đó là lần đầu tiên mà đó, cơ thể nó có những cái triệu chứng báo lại với anh là có gì đó bất ổn. Thì lúc đó anh bị khó thở và có cảm giác như là bị ngừng thở luôn vậy đó. Và đó lần đầu tiên anh có cảm giác giống như vậy. Thậm chí là mấy bạn trong team của anh phải dìu anh lên xe taxi, chở vô cấp cứu để coi là bệnh gì. Và thời điểm đó sau khi khám qua đo điện tâm đồ, rồi thậm chí là sau này thử máu, xét nghiệm, quét cái này cái kia gì đấy mà vẫn không ra được một cái bệnh gì đó rất là cụ thể. Nhưng mà cái triệu chứng đó của anh thì nó liên tục lặp đi lặp lại. Nó cứ khó thở khiến như mình thấy tim mình đập nhanh, mình thấy người mình nó mệt mệt, mình thấy mình thở không được. Anh hủy rất nhiều cuộc họp, anh hủy rất nhiều những cái buổi dạy học, anh hủy rất nhiều những lịch trình quay phim, ghi hình, anh hủy rất nhiều những dự định ấp ủ mình muốn làm, anh hủy những cuộc đi chơi, hẹn hò chỉ đủ sức đi làm mỗi ngày. Mà hãy làm hết mình cái là bắt đầu tim đập nhanh, khó thở. Sau này nhìn lại anh thấy đó là một cái điều may mắn của mình, là may mà chưa có bệnh gì đó cụ thể, nhưng mà cái dấu hiệu đó nó tạo cho mình một cái nỗi sợ quá là lớn và thật sự căng thẳng để mà đi tìm lời giải cho nó, đúng không? Nếu mà thời điểm đó nó không có những cái diễn biến giống như vậy, có khi anh cũng đã lơ là và bỏ qua nó. Ok, khỏe mạnh, thoải mái. Và biết đâu cũng sẽ giống một số bạn, tới khi mà mình bị cái bệnh nào đó rồi thì nó lại là một cái tin không hay, đúng không? Thì nhìn lại mới thấy khoảnh khắc đó là may mắn, là cơ thể liên tục báo hiệu cho anh biết là ê, không ổn, không ổn, không ổn. Và đó là thứ mà có khi một bạn xem cái video clip của bạn này, mình cũng giật mình xíu rồi cũng quên. Ví dụ các bạn đã coi clip này từ bao lâu rồi, clip của cái bạn nữ chia sẻ lúc nãy á, coi hồi nào rồi chắc cũng có lâu rồi trên mạng rồi đúng không? Và ngày hôm đó giật mình, hả? Uống nước đá, đúng rồi, hôm nay phải uống nước lọc cho nó không bị viêm họng. Ngày hôm nay không được ăn thịt nướng. Mấy ngày liên tiếp sau đó ngày nào cũng ăn hấp, ăn xào nhẹ nhàng, không được ăn thịt quá nhiều. Ok, để ăn chay một vài bữa, không thức khuya, à tối ráng đi ngủ sớm. Có áp dụng không? Có bắt đầu làm thử một vài cái không? Còn bây giờ thì sao rồi? Hôm qua mấy giờ ngủ? Hôm qua ăn món gì? Thành thật khai báo cho chính quyền địa phương xem. Đang cầm ly nước gì trên tay đó? Đang cầm ly gì để trên bàn đó? Đừng có kéo xuống, đừng có kéo xuống, thấy hết. Anh cũng đã từng đặt mục tiêu là muốn giảm cân lại, vì thời điểm ngày xưa rất là béo. Cũng đã từng đặt mục tiêu giảm vài cân lại để có thể tập thể dục thể thao thon gọn hơn những cái môn của mình. Cũng đã từng đặt mục tiêu là ăn bớt ngọt lại, ăn bớt mặn lại, những cái mà lời khuyên thông thường mình hay có, thôi đều không đạt được cái những việc đấy. Mà là ngày xưa có thói quen là uống cà phê mỗi ngày trong nhiều năm trời, thậm chí một ngày 2 ly liên tục, đều đặn. Có rất nhiều những cái thói quen mà đâu mình nghe những thông tin sức khỏe, những cái lời cảnh báo của người kia, mình cũng giật mình nhất thời, nhưng sau đó mọi thứ nó lại quay về cũ. Thì anh cũng nhìn lại giống như bạn này luôn. Anh thấy anh ăn uống cũng khoa học bình thường, anh cũng vận động bình thường, anh cũng không căng thẳng, anh cũng không stress gì đó quá nhiều. Dĩ nhiên có những áp lực trong công việc, không đến nỗi nào là quá căng thẳng. Không có nhậu nhẹt, rượu chè gì, không hút thuốc. Tập thể dục, anh siêng năng tập thể dục lắm mấy bạn. Anh tập thể dục ít nhất là 2 lần liên tục, 5-6 năm anh đã tập thể dục đều đặn rồi. Nên nhìn lại là thấy mình cũng bình thường mà ta. Tại sao mình lại bị cái đấy? Anh cũng có cùng cái băn khoăn giống như vậy, tại sao mình bị cái này? Nhưng mà đúng là may mắn là nó chưa đến một cái giai đoạn nào đấy mà ra một cái bệnh gì đấy mà khiến cho anh phải chịu một hậu quả về cái lối sống của mình. Mãi sau này anh mới tìm ra được một thứ muốn chia sẻ với các bạn, đó là anh nhìn lại cái giả định ban đầu của mình. Ủa, mình ăn uống bình thường khoa học, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ, thế quái nào mà mình lại bị cái triệu chứng được, mình lại bị bệnh được, mình lại bị khó thở được, mình bị những thứ này được? Nhưng khi mà anh vượt qua chuyện đó rồi á,
anh mới bắt đầu kiểm tra là cái gia đình ban đầu của mình là ê, bạn hãy nhìn vào cái kết quả thực tế trước, là nếu mà hiện nay bạn đang bị có những triệu chứng khó thở, mệt mỏi, thậm chí có bệnh tật gì đấy, thì suy ngược ra lại là bạn ăn uống không hề khoa học chút nào, bạn tập luyện không hề đúng cách chút nào, lối sống của bạn thực sự có vấn đề. Đối với anh bắt đầu đặt một câu hỏi rất lớn cho chuyện đó. Nó giống như gì các bạn biết không? Giống như là ủa em thấy em xài tiền bình thường mà, em đâu mua sắm gì hoang phí đâu, em đâu, em rõ ràng em nhớ em không có mua cái gì mà nhiều tiền hết, tại sao tới cuối tháng vẫn hết tiền? Không, thì nếu mà bạn nhìn thấy là nếu cuối tháng bạn hết tiền, bạn không còn tiền để tiết kiệm, không còn tiền để đầu tư, không còn tiền gì hết mà bạn không biết là tại sao nó đi, thì suy ra là cái lúc mà mình xài tiền nó có vấn đề. Anh bắt đầu nhìn lại là à, mình ăn uống không phải bình thường chút nào, rất là tầm bậy tầm bạ. Mình tập thể dục thể thao, yes, nhưng mình tập sai cách, rồi nó không mang lại sức khỏe thêm cho mình, nó còn bào mòn thêm cơ thể của mình nữa, và mình không hiểu gì về chuyện đấy hết. Thì đó là lúc anh bắt đầu thay đổi, anh bắt đầu tìm hiểu xem để hiểu thêm về cơ thể của mình. Thậm chí cái mà các bạn nhìn thấy rõ nhất trên kênh của anh là ở bề ngoài là anh giảm 15kg. Nó không chỉ là vấn đề hình dáng bề ngoài, mà nó là cái quá trình mà nó đào thải ra bớt những cái lượng mỡ thừa ở bên ngoài, lượng mỡ trong nội tạng, cơ thể của mình quay về cái trạng thái cân bằng hơn, sức khỏe của mình quay trở lại. Nó cho anh có một vài cái suy nghĩ muốn chia sẻ với các bạn. Một thứ mà anh nhận ra là gì? Là health and fitness là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Fitness là cái khả năng mình thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái thứ gì đó ở bên ngoài, như là mình có thể chạy rất là nhanh, như mình có thể chống đẩy, như mình có cơ bắp, thì đó gọi là fitness. Còn health là vấn đề liên quan tới những cái ở bên trong, những cơ quan nội tạng của mình, là hệ tiêu hóa của mình có khỏe không, hệ miễn dịch của mình có khỏe không, hệ hô hấp của mình có khỏe không, tim mạch của mình có khỏe không, thận mình khỏe không, tuyến tụy của mình khỏe không. Rất nhiều những thứ bên trong này nè, nó có khỏe hay không, và nó có khỏe hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào những thứ mà mình ăn vào trong cơ thể của mình. Anh đã không để ý trong khoảng thời gian rất là dài. Anh nghĩ là cái việc là mình luyện tập thể dục thể thao nó cho mình ok, mình vận động rất là nhiều, thì những thứ mà anh vận động nhiều đấy, nó cho cái fitness, cái phần về gọn gàng, năng động, hết mình của mình tốt hơn. Nhưng mà khi mình không để ý tới vấn đề ăn uống dinh dưỡng của mình, đó là lúc mà cái health là những cái thứ ở bên trong này nó không có được nuôi dưỡng, nó không có được chăm sóc, thì dần dần nó bị ảnh hưởng. Đó là một cái sáng lên đó, và là à, nên là cần phải xử lý hai vấn đề đó rất là khác nhau, và mình phải health, mình phải có sức khỏe trước rồi mình mới bắt đầu fitness sau. Thì nó là một cái lộ trình mà khi mà anh nghiên cứu thêm, rất là nhiều những chuyên gia bắt đầu khuyến nghị cho mình đi con đường đúng cách hơn, để nó có vững vàng từ bên trong ra bên ngoài. Cái số 2, nghĩa thực sự của từ diet. Khi mà anh bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về chuyện ăn uống, thì anh bắt đầu nhận ra một cái từ rất là hay. Trong tiếng Anh, cái việc mà ăn uống nó gọi là diet. Thậm chí ở tiếng Việt hay dịch ra là ăn kiêng. Nhưng mà khi mà anh áp dụng những cái cách ăn mới, dinh dưỡng cho bản thân của mình, thì có một cái khái niệm anh thấy rất rất là hay, mà khiến cho anh duy trì trong suốt những năm vừa qua. Đó là diet, trong cái từ gốc cổ của cái từ diet trong tiếng Mỹ luôn á, nó có nghĩa là lifestyle, the way of life. Đó là một cái phong cách sống. Và diet không phải là một cái chế độ ăn kiêng ở một cái thời điểm nhất định, là à giờ mình không khỏe nên là mình bắt đầu bớt ăn thịt lại, bắt đầu ăn chay nha, mình ăn kiêng nha, mình ăn ít dầu mỡ lại nha, trong giai đoạn này cho tới khi mà các chỉ số trong cơ thể ổn định trở lại thì khi mình dừng, sau đó mình bắt đầu tiếp tục ăn, tiếp tục quay lại cái cách ăn bình thường, thì hết ăn kiêng rồi. Thì đó là cái từ hiểu rất là sai về cái chuyện mà ăn về diet. Cái triết lý mà anh được học và tin tưởng mà áp dụng trong suốt nhiều năm vừa qua, đó là nó diet là lifestyle, nghĩa là con voi nó có chế độ ăn của con voi, con kiến có chế độ ăn của con kiến, con hải ly nó có chế độ ăn của con hải ly. Nó được ăn những thứ mà cái cơ thể của cái con nó được thiết kế, được tiến hóa lên là nó cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho con đấy. Con người có chế độ ăn riêng của con người. Và đó là lúc mà khi mình quay về cái đúng cái cách ăn của mình, thì những cái những thứ bên trong mình sẽ bắt đầu khỏe nhất. Cái thứ 3, chúng ta ăn để làm gì?
Tại sao mình cần phải ăn? Vì nếu mình không trả lời được câu hỏi đó thì sao bạn biết những thứ bạn ăn đang rất rất đúng với khoa học? Mình chỉ đang ăn theo thói quen thôi. Mình ăn vì sự tiện lợi là chủ yếu. Mình ăn vì quảng cáo cái này hay cái tốt là chủ yếu. Mình ăn bởi vì thói quen xung quanh là chủ yếu. Mình ăn bởi vì mọi người làm sao thì mình giống vậy. Và đó là cái mà anh nhận ra cho bản thân của mình. Mà khi mà trả lời được câu hỏi đó của bạn đó, bạn trau dồi sức khỏe của mình bên trong và bạn ăn để làm cái gì, thì có hai lý do chính quan trọng nhất thôi. Mình ăn bởi vì năng lượng và bởi vì dinh dưỡng, energy and nutrients, có năng lượng để vận động để mình có thể làm việc này việc kia. Và cái thứ hai là có những cái chất dinh dưỡng để có thể xây nên cơ thể của mình. Thì đó là thứ mà như anh ngày xưa khi là không có hiểu hết những việc đấy, nên là mình không biết là mình ăn như thế nào là khoa học, như thế nào là đúng. Và đó là lúc mà có thể mường tượng như chuyện như một chiếc xe đó, mình cần đổ xăng vào để nó có thể chạy, có cái năng lượng để nó chạy, nhưng cũng cần dầu nhớ rồi bảo dưỡng rồi này nọ để những cái bộ phận nó được ráp vào một cách hiệu quả hơn. Thì đó là cái trong cơ thể của mình cũng cần năng lượng. Và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn, bắt đầu thấy được là có những năng lượng đến từ đường và có những năng lượng đến từ mỡ, fat. Cơ thể mình nạp những cái mà từ đường nhiều quá thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể của mình. Mình cần có thể train cho cơ thể của mình tạo ra năng lượng từ mỡ như thế nào để một cách duy trì bền bỉ và đều đặn hơn. Nên có một thứ muốn truyền tải dành cho các bạn là mình thực sự có cái sự tò mò trở lại về cơ thể của mình, thực sự có cái việc mong muốn biết xem là mỗi thứ mình đang nhét vào cơ thể của mình nó ảnh hưởng cực kỳ lớn tới sức khỏe bên trong, tới những cái sức khỏe về lâu dài và tới cái sự dẻo dai mạnh khỏe mà mình sẽ xây dựng cho bản thân của mình. Cái số 4, ăn trong vô thức và ăn một cách có ý thức. Thứ mà chúng ta đừng có làm nữa, một thói quen xấu nhất là gì biết không? Chung nhất luôn là đừng ăn theo quán tính, đừng ăn theo những cái không có suy nghĩ. Đó là thói quen xấu lớn nhất mà anh có. Và mình nghĩ là như vậy là bình thường, mình nghĩ như vậy là khoa học, mình nghĩ như vậy là đâu có gì bậy bạ luôn. Giống y chang như việc là xài tiền mà không có suy nghĩ. Cứ cần mua gì móc tiền ra trả, ố này có 10.000 chiếc máy, này 15.000 chiếc máy, này trên Shopee có nhiêu đó chiếc máy. Mà không tính toán, không suy nghĩ, không có kế hoạch, không có việc thấu hiểu, không có kiểm soát gì hết. Xong hỏi hết lúc nào không biết. Thì tương tự như vậy cứ ăn. Ủa bình thường mà, ai cũng vậy mà. Đến khi nào nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình, nó tích tụ lại lúc nào không biết. Có ý thức hơn để mà tìm hiểu về ăn uống, về dinh dưỡng, về cơ thể, về vận động, về ngủ nghỉ, về tất cả những cái khía cạnh mà nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình rất là lớn. Cho nên nếu sau phần này các bạn thực sự có cái sự tò mò đấy và muốn biết sâu hơn, thì anh có làm thêm những cái clip khác liên quan tới chủ đề về ăn uống, về những 7 cái yếu tố cần thiết với cơ thể của mình như thế nào, để các bạn có thể có một cái checklist để thấy là cái phần nào là mình bị thiếu ta, những thói quen cụ thể nào liên quan tới lối sống, liên quan tới ăn uống, liên quan tới vận động, liên quan tới ngủ nghỉ, hít thở rồi này nọ ta. Thì anh có làm riêng cái video clip về chuyện đó, thậm chí có làm riêng video clip về chuyện ngủ như thế nào dựa trên cái kinh nghiệm của anh và những thứ mà anh đã học và nghiên cứu tìm hiểu được. Anh cũng có làm khá là nhiều chủ đề liên quan tới vấn đề này cùng với nhau, nên là các bạn có thể xem thêm. Vì trong một cái nội dung một video clip thì anh chỉ mong là chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ, những câu chuyện và ý thức đó. Còn cái thông tin chi tiết nếu ai quan tâm tò mò thì xem kỹ hơn. Còn những bạn mà muốn hiểu thêm về cái câu chuyện của anh và anh đã từng như thế nào, vượt qua nó ra làm sao, từng bước mà anh đã áp dụng cho bản thân của mình và từ đó các bạn cũng có thể áp dụng cho bản thân của các bạn, thì các bạn có thể tham gia một cái buổi workshop mà anh đã quay lại trước đó, thì anh sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn về câu chuyện của anh và về cái lộ trình mà anh được vượt qua nó như thế nào. Còn các bạn có những cái đồng cảm nào trong cái câu chuyện đó không, đã từng vượt qua nó như thế nào, thì cũng có thể comment xuống phía dưới để mọi người cùng nhìn thấy. Bởi vì anh thật sự tin rằng là sức khỏe, năng lượng, tinh thần là một cái cực kỳ quan trọng cho công việc, cho sự phát triển, cho chuyện mà mình kiếm được nhiều tiền hơn, cho việc mình hạnh phúc hơn, ảnh hưởng tới rất là nhiều trong cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà đúng là những người mà càng trẻ tuổi sẽ càng không để ý tới nó. Thông qua những cái câu chuyện của những bạn giống như là các bạn nữ đấy, những cái chia sẻ của anh và cả những bạn khác trong cộng đồng nữa cùng comment xuống phía dưới, bắt đầu chúng ta bắt đầu lan truyền được từ bản thân mình, từ gia đình của mình, để tạo nên những cái người thực sự quan tâm, chú ý tới sức khỏe hơn, thực sự có năng lượng, có sức thì mình mới có thể làm việc, có thể hạnh phúc và có thể phấn đấu tiếp được. Nên rất là chờ đợi những câu chuyện của các bạn đóng góp ở phía dưới nha. Và nếu các bạn thấy clip này thật sự hữu ích thì bấm like, share nó để nhiều người có thể biết được. Mà cũng giống như là cái việc mà truyền đi cái thông điệp tích cực, các bạn cần like, cần tim, cần share, thì những cái nền tảng như là YouTube hay Facebook mới biết được là cái nội dung này thực sự hữu ích, thì họ sẽ
mang nó đến với nhiều người hơn. Nên là cảm thấy thế nào, nhớ phản hồi lại cho anh biết nha.